TikTok ngày càng được lòng giới trẻ. Tuy nhiên, nền tảng mạng xã hội nào cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm đến từ những nội dung rác. Thời gian gần đây, trên TikTok rộ lên trào lưu fan thách idol thực hiện. Trào thách nhau này phổ biến nhất ở lĩnh vực ăn uống. Mới đây nhất, dân mạng vô cùng bức xúc khi chứng kiến những đoạn clip khoe chiến tích ăn cả thịt sống để câu follow. Chủ tài khoản TikTok có hàng chục nghìn lượt người follow khoe chiến tích ăn được thịt heo sống, thậm chí cầm cả tảng lên để cắn. Bao giờ những người thực hiện thử thách cũng kèm theo câu kêu gọi: mình hoặc anh ăn rồi, các bạn nhớ bấm like, follow, ủng hộ cho mình lên lượt xem like nhé. Ngoài ăn thịt heo sống, những chủ tài khoản TikTok câu like này còn ăn cả thịt ếch sống, dùng vỏ sầu riêng vô cùng đáng sợ. Một người làm clip ăn thịt sống giải bày, nếu mình không ăn thì các bạn không ủng hộ mình nữa. Vậy nên chủ tài khoản TikTok vẫn bất chấp làm video theo dạng ăn theo yêu cầu, bất kể đó là thứ gì, khiến ai nhìn thấy cũng ngán ngẩm, tội thay cho cái dạ dày. Ăn thịt sống được cho là thử thách khó, mà càng khó thì càng có view. Các chủ tài khoản TikTok càng cho ra clip có nội dung táo bạo và bất chấp thì thu hút lượng người xem vào kênh của mình ngày càng nhiều. Việc chuyển hướng sang TikTok để kiếm tiền bằng hành vi gây sốc, phản cảm đang là ngách rẽ của nhiều người.